Ừ. Đi nào. Hello. Đi quay video tiếp theo nào. Tưởng ngày đi lên công ty mình luôn đấy, nhưng mà đi lên chỗ Scala này quay vào công ty mình đéo em đéo qua. Ê, đi thôi nào. Đấy, thấy cái dàn Sakura chưa? Bạn đã thấy hấp dẫn chưa? Công ty này nhiều gái lắm, nhiều gái xinh lắm, nhưng mà gái Nhật. Không biết, mình không vào công ty này không biết. Phải vào công ty thôi thì mới quen được. Ở đây nó không có hội giao lưu gì. Thấy toàn gái trẻ, gái làm văn phòng. Toàn bộ công ty này luôn, xung quanh hàng cả Sakura nữa, nhiều lắm. 94 phải không? 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 104 đến chỗ kia. Quay lại gần nhá. Chậm mà đỡ rung. Đi nhanh quá rung. 101. Nhớ, nhớ. Lá rụng rồi. Đấy, thấy lá rụng không? Quanh đây một hàng luôn. Chắc tuần sau rụng hết rồi. Phải đi quay quần này hết. Tuần sau quay chắc là rụng hết luôn. Mai đi quay chỗ khác nữa. Tuần này quay cho các bạn full clip Sakura luôn. Phải tầm chục clip mất. Mình nghĩ rồi ạ. Nhiều quá trường luôn. Nhiều chỗ quay lắm. Scala này Nhật luôn. Kia, công ty mình kia. Đây rồi, nhìn công ty mình luôn. Hôm nay chủ nhật nghỉ hết, thứ bảy nghỉ hết. Đây. Công ty đấy đây. Toàn bộ dàn luôn. Đẹp phết. Đây à, đường lên công ty mình đi thẳng lên này, lên có một sân golf cơ, nhiều lắm. Đây là đường đi làm, đường hàng ngày đi, 5 năm gắn bó với con đường này, đi không biết bao nhiêu lần qua đây, ngày hai lượt, thứ hai đến thứ sáu. Nếu mà đợt này đi ô tô về không bình thường, ngày nào cũng đi hai quẩn. Ngã tư đường, đứng ngã tư quay cho các bạn xem nhé. Ngã tư bên trái là đường về nhà, đây là đường lên công ty. Bây giờ mình sẽ đi thẳng ở đây, đường này vừa lấy đi. Đây, toàn bộ công ty này như thế này, còn công ty này nữa, công ty thực phẩm. Trong này nhiều công ty lắm, toàn khu công nghiệp. Nhật nó bản nó thiếu lao động lắm, các bạn cứ sang Nhật tìm việc. Nhưng mà tìm đúng công ty vào, chứ không hiện tại là nhiều công ty lừa đảo rồi làm ăn không tốt rồi không tăng ca rồi. Nói chung là nó có nhiều hành vi xấu kiểu bắt lạt các thứ, văn hóa bắt lạt Nhật với chuyện bình thường mà. Hoặc là sang đây nó chèn ép khiến các bạn lương thấp, các bạn chán. Và đặc biệt đợt này là yên đang rất thấp. Các bạn chú ý, đợt này yên cực kỳ thấp nên các bạn sang đây các bạn phải tìm hiểu. Yên đang thấp như là ví dụ 1 man bây giờ đổi ra được giá 1.75 thì bây giờ 1 man được tầm 1.7 triệu thôi. Ngày trước mình mới sang thời điểm cao nhất là 2 man 2 ấy, là 1 man được 2 triệu 2 ấy, thì là 2.20 thì là giá đợt đấy cao nhất. Đây còn chuyển qua Dcom nhá.
còn nếu hoặc là chuyển qua dịch vụ đàng hoàng ấy, còn nếu mà chuyển qua Tây Ba ấy, còn cao hơn nhiều. Nên các bạn phải tìm hiểu sang Nhật, phải tìm hiểu hết tất cả các thứ nhé. Hôm nào mình sẽ làm một video riêng nói về chủ đề Nhật Bản các thứ xong. Nếu mà các bạn thấy cần thiết thì mình sẽ comment phía dưới để mình làm nhé. Còn nếu mà không thì thôi. Nhưng mà chắc là mình sẽ làm. Kể các bạn có comment hay không, mình sẽ làm để cho các bạn mới sang, đặc biệt là các bạn mới chưa biết Nhật Bản như nào, nó không như trên TV đâu. Không phải Nhật nó như không phải như trên TV đâu, các bạn đừng nghĩ là Nhật Bản màu hồng các thứ, nó không giống như trên TV đâu. Phải tìm hiểu thật kỹ rồi ăn ra quyết định đi Nhật hay không. Sang đây như mình, kể như mình sang không mất phí nhá, đi kỹ sư nhá. Đến thời điểm này mình còn chán của mình về, nhưng mà mình đang cố gắng ở lại. Không biết cuối năm mình có về không, đi 5 năm rồi mà. Năm tới là 5 năm rồi, năm nay là 5 năm rồi. Bước sang năm thứ 5 rồi, cuối năm nay mình sang Nhật thường 5 năm. Đi không phải sướng đâu, ở Nhật không sướng đâu. Bạn mới sang một thời gian thì sướng, chưa quen các thứ thì cảm giác thoải mái, nhưng mà quen rồi cảm giác sống nó không được như Việt Nam đâu. Mọi người hiểu điều đấy. À, hàng cây nhá, treo linh một à, toàn bộ công ty này luôn. Nhìn mấy mây trời các thứ hùng vĩ à. Nhìn trời không một gợn mây, có mấy gợn mây kia đẹp à. Công ty trắng trơn, bình thường bãi đồ xe đây kín luôn mà. Nhưng hôm nay thứ bảy nghỉ hết. Nghỉ hết rồi, chắc bọn nó cũng đi chơi hết rồi. Có mấy em gái Nhật đi gặp xinh lắm ở công ty này. Lá bắt đầu rụng hết rồi. Mà hàng cây từ bên này sang đây nữa, một vòng luôn. Mình đi ra kia mình quay một vòng cho các bạn xem nữa nhé. Em các bạn nhìn sang Nhật, các bạn này tìm hiểu kỹ nhá. Không phải là sang Nhật là sướng đâu, phải tìm hiểu. Chứ không phải là cứ sang Nhật là sướng, không có chuyện đấy đâu. Là làm giàu nhanh không chuyện đấu. Đấy ngày xưa rồi. Bây giờ nó khác, yên đang thấp rồi. Và bây giờ nó rộ nhiều cái kiểu người Việt sang đấy cũng phạm tội nhiều. Sang Nhật nó cũng không thích Việt Nam đâu. 101 rồi, 102, 102, 103, 104. Đây toàn bộ con đường. Đứng có bạn mẫu nào đứng kia chụp đẹp. Tiếc là không có mẫu nào. Có mẫu nào mà thích chụp ảnh. Mình có mới mua máy ảnh nữa rồi. Máy ảnh máy quay phim rồi. Hay thích lên YouTube không? Mình quay cho. Quay thôi nhé, không làm gì đâu. Thử góc rộng xem đẹp không. Ok, cũng khá là được. 104. Trăm linh tư, 105, 106, 107, 108, 109. Quay à? Chín, mười, 110. Đường vào công ty rộng mênh mông luôn. Một hai, một ba, một bốn, một năm, một sáu, một một bảy, 118, 119, 20, 21. Từ đây là nhìn công ty mình. Kia là nhà ăn công ty mình luôn kìa. Kia là khu để xe. một hai mươi
đẹp hết. Đây toàn bộ con đường này, đây một chấm rồi. Cứ kết thúc video đây nhỉ. Nhấn like đăng ký kênh nhé. Nhấn like đăng ký kênh nhé các bạn. Thank you, thank you. Arigato. Dụng hết loa. Đấy. Má, dụng hết luôn. Đi tiếp nào.